đang còn mông lung về việc bán hàng trên TikTok, làm thế nào để giải quyết? Em vẫn đang mông lung bán hàng trên TikTok quá, chậm lại. Mọi người đang bị đi nhanh quá thôi. Nhiều người bán hàng trên TikTok họ đi nhanh quá. Rất nhiều người bạn của mình nhá, hoặc là mình quen ở trên mạng này, năm ngoái bán hàng TikTok rất kinh. Năm ngoái khoe suốt ngày, khoe đơn suốt ngày. Nhưng năm nay á là phải chậm lại. Chậm lại một nhịp, từ từ thôi. Chậm lại một nhịp từ từ thôi, nghiên cứu lại, tối ưu hóa lại quy trình. Cứ vồ vập chả giải quyết vấn đề gì. Hầu hết là anh em gục là gục ở cái mạng là mình quá vồ vập. Vồ vập trong cái việc bán hàng. Nho nói thật nhé, Nho đang có một cái mã gọi là siêu win. Tức là Nho chỉ việc đăng sản phẩm thôi là auto có đơn. Đăng video thôi là auto có đơn. Cứ có sản phẩm về là hết sạch luôn. Nhưng mà Nho cũng không nhập hàng nhiều. Nho vẫn đang chỉ nhập là 20 cái một. Lần đầu tiên nhập 20 cái một, lần thứ hai nhập 50 cái, lần thứ ba mới nhập 100 cái, lần thứ tư bắt đầu mới đi đàm phán giá để nhập số lượng là 500 hay 1.000 cái. Không vội. Mã win còn rất nhiều. Rất nhiều cái để làm, được gì phải vội đâu.